Nơi mà anh có thể thoải mái buông thả, tạm quên đi mấy chuyện không hay. Em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần những lúc anh mệt mỏi nhớ đến em là đủ rồi. Sự hiện diện đe dọa. Cố lên chị, cố lên, cố lên. Đau quá, đau quá. Hít thở sâu vào, lấy sức, chuẩn bị. 2, 3. Sinh rồi, bé gái rất đáng yêu. Con gái của mẹ. Chào mừng cậu đã đến với thế giới nước mắt. Các bạn này là giọt nước mắt vui vẻ, giọt nước mắt hạnh phúc. Và cậu chính là giọt nước mắt thiêng liêng đó. Vì cậu sinh ra vào ngày đầu tiên chủ nhân Maria được làm mẹ. À phải rồi, tớ là thiêng liêng, xin chào. Tớ xin tự giới thiệu, tớ chính là giọt nước mắt tự hào. Tớ được sinh ra vào ngày cô ấy còn là vận động viên điền kinh. Lúc đó cô ấy đã khóc. Giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc và cả niềm tự hào dân tộc. Chúng ta ở đây để lưu giữ những ký ức đẹp của chủ nhân, để sau này ngoảnh đầu nhìn lại cô ấy sẽ thấy hạnh phúc và mỉm cười khi nghĩ về chúng ta. À, cho tớ chơi với, cho tớ chơi với. Ở đây không ai cho tớ chơi chung cả. Ơ, à, cậu là ai mà người đen đúa thế kia? Sao nhìn cậu không giống chúng tớ? Đừng mà, đừng chơi với cậu ấy. Cậu ấy chính là giọt nước mắt hận thù đó. Cậu ấy là nước mắt lạc loài, xấu xa, không xứng chơi với nước mắt hạnh phúc của bọn mình đâu. Những gì cậu gây ra cả thế giới nước mắt này ai mà không biết. Thưa cô, cảm giác cô như thế nào khi là người phụ nữ đầu tiên giành huy chương vàng ở cự ly 100m nữ? Cô nghĩ sao về cái tên nữ hoàng tốc độ mà giới thể thao đã ưu ái dành cho mình? Đây là huy chương vàng thứ 3 ở độ tuổi còn khá trẻ. Xin hỏi cô có áp lực nào không ạ? Khi Maria ở đỉnh vinh quang của sự nghiệp, biết bao người chú ý, nhưng trái tim cô ấy chỉ đặt về một hướng. Tất cả thành công hôm nay của tôi đều có sự hỗ trợ tinh thần rất lớn từ một người. Đó là Jack, người chồng yêu quý của tôi. Nữ hoàng tốc độ à, em sắp thành mẹ của con gái anh rồi đấy. Cố gắng vài tháng nữa nha em. Nhưng mà em nhớ sân chạy quá. Từ ngày mang bầu, mọi thứ cứ đứt quãng. Chẳng vì anh, chắc em cũng chưa muốn có con sớm như thế này. Anh thì suốt ngày làm ăn công tác, ở nhà em buồn lắm. Ngoan nào, chúng ta đang xây dựng con đường sau này cho con. Anh đi công tác đợt này, mang về vài hợp đồng dự trù ngày em trở dạ. Em ở nhà chăm nói chuyện với con thay anh nha. Em biết rồi, anh cứ nhai mãi chuyện đó, chán chết được à. Làm sao mở lời với cô ấy, công ty đang có vấn đề đi. Anh hẹn người ta ra đây chỉ để ký mấy hợp đồng vớ vẩn này thôi hả? Cô Lily xem xét thương vụ làm ăn này, có chỗ nào chưa ổn thì cho tôi hay để còn chỉnh sửa lại. Chưa ổn ở chỗ này đây nè, đã bảo mấy lần trả phí có chịu đi đâu. Cứ quanh quẩn bên máy chạy bộ bảo trì chẳng mần ăn được gì nữa. Đề nghị cô nghiêm túc, tôi đến đây chỉ để bàn chuyện làm ăn thôi cô. Trong giới kinh doanh, ai không biết anh đang trên bờ vực phá sản. Nếu muốn được việc, anh nên chịu ý của khách hàng một chút. Sao anh cứ gồng mình cơn trực làm gì? Em có phải vợ anh đâu mà đổ hết kinh tế gia đình lên vai của anh. Với đầu óc kinh doanh của anh á, anh nên tìm một nơi xứng đáng để đầu quân về đi. Nơi mà anh có thể thoải mái buông thả, tạm quên đi mấy chuyện không hay. Em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần những lúc anh mệt mỏi nhớ đến em là đủ rồi. Tớ có việc bận, xin lỗi, không đợi các cậu đến được nha. Là người đàn ông tội, tôi hối hận khi yêu anh. Chính cậu đã làm dấy lên trong Maria những ký ức xấu, rồi cậu sẽ bị trừng trị suốt quãng đời còn lại. Cả cậu và nguyên nhân tạo ra cậu đều là những thứ cần biến mất mãi mãi. Chỉ có chính chủ nhân mới có thể giải thoát cho quá khứ của mình. Em à, em. Anh còn đến đây để làm gì? Anh vừa mua sữa cho con. Anh tránh xa con bé ra, đừng để tôi thấy anh lần nữa. Tôi sẽ gọi an ninh đưa anh lên phường vì tội quấy rối đó. Maria, anh biết anh đã sai, nhưng xin em,
Lily chỉ là một phút giây yếu lòng khi việc kinh doanh của anh không theo ý muốn thôi. Điều anh ấp ủ suốt năm qua cũng chỉ muốn lo cho hai mẹ con em được hạnh phúc. Anh phải làm gì để em tha thứ cho anh đi? Anh thề sẽ không bao giờ khiến em tổn thương thêm một lần nào nữa đâu. Anh không có quyền nhắc đến tên người đàn bà ấy trước mặt của tôi. Tôi cho anh biết, Maria này chỉ dạy một lần đã quá đủ rồi. Và đây cũng không phải con của anh. Nó mất cha từ khi còn nằm trong bụng của tôi đây nè. Ôi trời ơi, con người xấu xa kia đang chuyển màu kìa. Nguyên nhân sự rung chuyển này là nó đó. Nó là đồ xấu xa mà. Thế giới nước mắt đáng ra không nên chứa những kẻ xấu xa như mày. Ủa, cô chủ nhỏ khóc rồi kìa. Tim Maria đang đập rất nhanh. Hình như cô ấy còn rung cảm. Anh là đồ tồi. Đừng làm phiền mẹ con của tôi nữa. Anh phải làm sao để chứng minh cho em biết anh vẫn còn thương em đi. Chắc nó đứng đợi con từ sáng đến giờ đó. Con biết ngăn cản hai cha con gặp nhau là thất đức lắm hay không? Chắc nó cũng đã nhận ra lỗi lầm rồi mà. Mẹ biết con cũng vẫn còn tình cảm với nó. Đừng có cố chấp nữa con à. Nhưng mà mẹ à, mỗi lần nhắm mắt là con luôn nghĩ đến cô nhân tình chân dài của anh ta. Con không muốn con gái của con có người cha xấu hổ như vậy. Maria, có một điều mà mẹ chưa bao giờ nói cho con biết. Nếu như năm xưa mẹ không tha thứ cho phút lỡ lầm của ba con, thì chính con sẽ không có một tuổi thơ trọn vẹn và đầy đủ yêu thương. Nếu còn đủ yêu, người ta sẽ đủ mở lòng để tha thứ cho nhau con à. Ngày con trở dạ, chắc nó... Em à, cố lên. Con gái của con đấy mẹ à. Con được làm ba rồi. Tất cả đã muộn màng rồi mẹ à. Dù anh ấy có làm gì cũng không thể xoa dịu sự hận thù trong lòng của con lúc này. À, cháy rồi kìa, cháy rồi, chạy đi. Trời ơi, cháy lớn quá, có ai không? Làm ơn gọi cứu hỏa đi. Trời ơi, con của tôi, con ơi. Con à. Kìa, cô ơi, đừng có vào, nguy hiểm lắm. Cô bình tĩnh lại đã. Làm sao mà tôi bình tĩnh được? Con gái của tôi vẫn còn ở trong đó mà. Các người buông tôi ra đi. Chết rồi, cháy kìa, cháy rồi, lửa kìa, làm sao đây? Tôi sợ quá, nóng quá, tụi mình sẽ tan biến mất. Maria, em không được vào. Anh Chắc à, anh định làm gì đó? Lạ thay, trong lúc căng thẳng và hoảng loạn nhất, người bình tĩnh lúc này lại chính là hận thù. Cũng giống như khi trải qua thương đau, ân hận, con người ta thường mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cứ đứng sau tớ đây nè. Tại sao? Sao cậu ý lại bảo vệ tụi mình? Lửa đến chân cậu ta rồi, cậu sẽ tan biến mất. Vì cậu ấy đang ra sức bảo vệ những gì tốt đẹp nhất của chủ nhân. Con tôi đây rồi. Con có sao hay không? Làm mẹ lo quá. Vì sao anh làm như thế? Vì anh muốn bảo vệ con chúng ta. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng mong em hãy cho anh biết em còn yêu anh không. Chỉ cần em còn yêu anh sẽ dành hết đời còn lại để chờ ngày được chăm sóc mẹ con em. Ủa, cậu ấy biến thành màu vàng rồi kìa. Là màu của sự tha thứ đó. Những oán hận đã bắt đầu vơi đi. Tim của chúng ta đang đập rất nhanh. Tức là Maria đang hạnh phúc. Xin lỗi vì đã xa lánh cậu nha. Cậu nói đúng. Chỉ chúng ta mới có thể giải thoát cho những hối hận trong chính bản thân của mình. Nếu còn đủ yêu, người ta sẽ đủ mở lòng để tha thứ cho nhau. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của thiền sư Hakuin Ekaku, sinh năm 1686, mất năm 1769, ở Nhật Bản vào những năm thuộc thế kỷ thứ 17. Thưa mẹ, con muốn được đi tu theo giáo lý nhà Phật, có được không ạ? Tại sao con lại hỏi như vậy? Khi con nghe sư giảng đạo, con thấy mình được cứu độ trong đó. Xin mẹ chấp thuận mong muốn của con. Ngay từ nhỏ, con đã cho ta cảm giác con rất đặc biệt trong năm đứa con của ta. Con cũng rất thích đi vào chùa nghe giảng đạo và lặp lại những điều nghe được bằng một cái tâm trang trọng.
Phải chăng đây là cái duyên đặc biệt giữa con với con đường xuất gia? Hakuin bắt đầu xuất gia từ năm 8 tuổi. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Hakuin đã thể hiện tố chất ham học hỏi, kiến thức sâu rộng và lòng khiêm nhường hướng Phật. Thiền sư quả là cao đạo uyên thâm. Phu nhân hãy nhìn xem, đệ tử ở khắp nơi không quản xa xôi đến đây theo học. Quả thật danh tiếng thiền sư Hakuin đã lan rộng khắp vùng. Một vị thiền sư có tâm rộng lượng, đạo đức đáng kính trọng. Nhìn thầy toát lên vẻ thánh thiện của bậc tu hành. Ta định mở kho gạo nhà mình, chia ra một phần làm công quả cho nhà chùa. Đây cũng coi là một chút tu tâm tích đức. Ờ vâng, nghe theo lời của lão gia. Xin người hãy che chở cho con, đặc biệt là đứa bé trong bụng con được bình an. Thực sự con không biết phải làm thế nào. Mấy nay lòng cứ bồn chồn chẳng yên. Con cảm ơn thiền sư. Xin ba mẹ tha cho con gái lỡ dại lần này. Đúng là mất mặt, ta không có một đứa con như ngươi. Trời ạ, tại sao cuộc đời tôi lại sinh ra một đứa con làm mất mặt gia tộc như thế này? Lão gia, từ từ có chuyện gì thì giải quyết. Ông đừng có quá kích động ảnh hưởng tới sức khỏe. Thưa cha, thưa mẹ, không có tội. Con rất lỡ dại, con mang với người ta là con gái bất hiếu. Xin cha mẹ tha tội. Tha tội ư? Đường đường là con gái của gia tộc Ca Tô U mà lại sống buông thả như vậy. Bây giờ mặt mũi đâu mà nhìn người ta? Nhục nhã lắm con à. Cha của đứa bé là ai? Tại sao không nói để cưới xin mà phải ra nông nỗi này hả con? Thưa mẹ, xin mẹ đừng hỏi nữa mà. Đứa bé này là con của con, con nhất định sẽ sinh nó ra. Con nói thế mà được à? Phải bắt hắn ta chịu trách nhiệm. Con gái không thể không chồng mà chữa như thế được. Con không thể. Xin cha mẹ hãy hiểu cho con. Xin hãy để cho con tự quyết định. Mặt mũi danh dự, tự trọng của cái nhà ta, con có quyết định được không? Con tính để cho ta tức chết hay sao? Con không mau nói tên của kẻ đã gây ra chuyện này đi. Người đâu? Lôi nó ra ngoài, dùng trôi mây đánh tới khi nào nó khai ra tên thông gian thì mới thôi. Ơ kìa lão gia. Phu nhân cứ mặc tôi. Người phải cứng rắn, nếu không việc sẽ tồi tệ hơn. Cha mẹ đừng ép con. Con có nỗi khổ riêng, con không thể nào nói được ạ. Các người đánh thật mạnh tay vào, kẻ nào nhẹ tay thì cũng bị phạt y như vậy. Cha, có phải trước đây cha sùng bái nhất là thiền sư Hakuin không? Đứa con này là của ông ấy đó. Cha dám bắt ông ta chịu trách nhiệm hay không? Cái gì? Nó nói cái gì? Thật không thể ngờ. Ê, các chị biết tin gì chưa? Mấy hôm nay quá nhiều lời đồn đoán rồi đó. Lại chuyện con gái nhà ông Ca Tô U không chồng mà chữa chứ gì. Các bà biết cha đứa trẻ trong bụng cô con gái nhà Ca Tô U chưa? Chuyện âm âm ai mà chả biết. Tôi không thể ngờ thiền sư đáng kính lại là người như vậy. Đúng là ông đi hết cuộc đời mà không thể biết hết chuyện kỳ quái. Không thể tin được lại có chuyện đó xảy ra hen. Đúng là người càng tỏ ra đức độ thì bản chất càng thô tục mà. Ôi trời ơi, bây giờ còn ngồi nghe giảng đạo được hay sao mọi người? Sư phụ sao có thể vẫn thản nhiên vô sự như thế chứ? Thưa thầy, ngoài kia người ta đang bàn tán vì thầy, mà thầy vẫn còn ngồi ở đây bình thản giảng đạo được sao? Ngoài kia họ bàn tán về chuyện gì? Họ đồn thầy làm cho con gái nhà Ca Tô U có mang đó. Vậy sao? Thầy không còn điều gì để nói hay đó là sự thật? Tôi thật sự không thể ở đây lắng nghe một thầy như thầy giảng đạo lý được nữa. Thiền sư còn tĩnh tâm mà đọc kinh được hay sao? Đối với những việc không phải của mình làm thì ta không cần phải giải thích đâu.
Trước nay, gia đình của ta vẫn ngưỡng mộ ông là thiền sư đức cao vọng trọng. Thậm chí gia đình ta còn định mở kho gạo quyên góp. Thế mà ông lại làm ra chuyện tày đình như vậy, uổng công cho nhà của ta chẳng tiếc công quả bao nhiêu năm qua. Đây là con của ông hãy tự đi mà nuôi nó đi. Gia đình của tôi không chấp nhận người cháu dơ bẩn này. Vậy sao? Đến lúc này để xem ông còn tu hành gì được nữa. Đúng là vô liêm sỉ, đạo đức giả. Hãy dùng đạo lý của ông mà diễn thuyết cho con ông mỗi ngày đi. Không còn cách nào khác, thiền sư Hakuin đi hành khất khắp nơi, ẵm theo đứa trẻ mới sinh để xin sữa. Hết ngày này đến ngày khác chịu sự dè biểu của người đời. Xin cô thương tình, hãy cho đứa trẻ đầy một chút sữa ăn. Nó khát sữa mẹ rất tội nghiệp. Trời đất ơi, ông là người không đứng đắn gây tội lỗi như vậy, còn mặt mũi đi khắp nơi được hay sao? Thôi, mau mau tránh xa tôi ra đi. Tôi không muốn người ta chỉ trỏ vào tôi. Tránh xa ra đi. Tôi đã làm ra chuyện gì thế này? Con ơi, ta nhớ con lắm. Con của ta. Không được thưa tiểu thư, để lão gia biết được sẽ không hay đâu. Tiểu thư vừa qua cơn bạo bệnh, không chịu nổi tiếp trận đòn roi nữa đâu ạ. Mày thật là ích kỷ Amaya. Gia chủ có thể làm phước cho tôi xin một chút sữa cho đứa trẻ này được không? Nó đang rất đói, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Khoan, chờ chút đã. Dù ông có gây nên tội lỗi thế nào thì đứa bé cũng thật tội nghiệp. Nó vô tội mà. Ông đứng ngoài đây chờ ta một chút. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Một năm sau. Sao đứa trẻ lớn lên chẳng giống thiền sư chút nào? Có khi một năm qua ông ấy chịu nghiệp cho một kẻ nhút nhát khác không? Đúng rồi đó. Nếu vậy thì dòng tộc Katuo quá thất đức rồi còn gì. Con của ta, con đã lớn như thế này rồi sao? Xin thiền sư niệm tình tiểu nữ vô tri mà rộng lượng bỏ qua. Con biết con đã đổ oan khiến cho thiền sư chịu bao khổ cực thời gian qua. Lương tâm của con dày vò cắn rứt, đến hôm nay con mới dám nói ra sự thật để giải thoát cho mình. Con quản con mình không nghiêm, suốt đời giữ danh tiếng gia tộc, lại vô tình làm liên lụy thiền sư mang tiếng xấu, vất vả cho ngài thời gian qua một mình nuôi đứa trẻ và đối mặt với những lời thị phi. Con rất ân hận về những lời lẽ không suy nghĩ của mình lúc nóng giận. Con thật là nông cạn, cúi xin thiền sư chỉ dạy. Vậy sao? Thưa thiền sư, tại sao mỗi lần người khác làm chuyện không phải với mình mà ngài không giải thích chỉ nói vậy sao? Làm sao mà ngài có thể bình thản được như thế ạ? Giữa người với người gắn kết với nhau bởi nhân duyên. Đây là cái nợ mà ta phải trả. Ta dùng thiện để hóa giải nợ. Mọi chuyện qua đi, coi như một món nợ đã trả xong. Cả nhà con cúi lại ân đức của người. Sự tình được truyền đi, uẩn khúc của thiền sư được hóa giải. Dân chúng ngưỡng mộ, các đệ tử cảm phục đức nhẫn nhục và tâm lượng thản nhiên của thiền sư nên lần lượt kéo về. Danh tiếng thiền sư Hakuin tiếng lành đồn xa. Đi sinh nhật con bé Jessica mới biết mình quê nhất trong đám. Đứa nào cũng có người yêu ô tô đưa đón, còn em thì... Nè, ô tô chưa chắc đã thật lòng bằng xe máy của anh đâu nha. Số của Jessica sướng thật đó. Có anh người yêu giàu sụ, ô tô đưa đón tận nơi. Này sinh nhật của nó, anh ấy còn tặng cho nó cả một sợi dây chuyền vàng nữa. Anh không giàu, nhưng anh yêu em và sẵn sàng làm mọi việc vì em. Sẽ có một ngày anh cho em những thứ như thế, hãy tin anh nha. Sẽ có một ngày, là ngày nào? Em không biết đâu. Em cũng muốn đeo dây chuyền. Sang tuần là sinh nhật của em rồi đó. Anh làm thế nào thì làm, em cũng xứng đáng có những thứ tốt đẹp chứ. Được rồi, anh hứa với em mà. Anh nhớ nha. Alo. Ê, đi ăn sáng đi. Có người muốn làm quen với cưng nè. Tối qua gặp ở sinh nhật của tao, ông ấy để ý mày. Nay gọi điện xin số luôn với cưng chứ. Hả? Cái gì? Làm quen gì? Tao có người yêu rồi mà.
rồi. Ui, mày vẫn tiếc cái ông Peter nghèo kiết xác đó hả? Anh này á, bạn của ông Philip, người yêu tao. Thấy bảo còn nhà đại gia, mày may lắm mới lọt vào mắt xanh của anh ấy đó. Tao bảo mày có người yêu rồi mà ông ấy vẫn thích mày. Không đi đừng có hối hận rồi nha. Cơ hội đổi đời lại để vụt mất. Ê khoan đã, tao... Thôi mau chuẩn bị quần áo đi, 15 phút nữa bọn tao qua đón. Cứ vậy đi ha, ai bắt yêu luôn đâu mà sợ, thế nha. Ừ thì đi, chả mấy khi được ô tô đón đưa, tội gì. Nè, giờ này vẫn còn làm việc sao? Ừ, mới nhận thêm mấy chớp ngoài nên cài nốt. Làm vừa thôi, giữ sức khỏe đấy. Kiếm lắm tiền làm gì? Ờ, còn tiền không? Cho vay vài trăm đô với. Đến cuối tháng các chớp thanh toán, tao gửi luôn cho. Nhưng mà cần tiền làm gì mà gấp thế? Ờ, sang tuần sinh nhật của Cherry rồi. Tao muốn mua tặng quấy sợi dây chuyền vàng. Mày chịu nói quá xinh hư đấy. Sáng nay tao vừa gặp nó đi cà phê với cả đôi Jessica, với thằng nào ấy. Trông có vẻ lắm tiền lắm. Ừ, vậy sao? Chắc là hỏi bạn cái Jessica thôi, chứ có gì đâu mà hư chứ. Đấy là tao nhắc vậy thôi, chứ tao thấy mày làm được bao nhiêu, mua đồ cho nó hết. Không khéo lại rơi vào cái cảnh công anh bắt ép nuôi cò thì thiệt thân. Mày đúng là yêu nhau mua đồ cho nhau là chuyện bình thường mà. Tính toán công sức thiệt hơn làm gì. Mày thì không tính, nhưng nó thì chưa chắc đâu nha. Thử không cung phụng nó xem, nó chả bỏ mày ngay. Hey, thôi kệ mày, tao đi ngủ đây. Chúc mừng sinh nhật em nha. Hy vọng món quà nhỏ này sẽ làm em thích. Vòng vàng là món quà nhỏ của anh đó hả? Đúng là đại gia có khác. Số mình may ghê. Cherry. Sao anh lại ở đây? Đã sinh nhật của em nên anh đến đón em đi chơi chứ sao. Mà em đi đâu anh gọi mãi không được thế. Em đi gặp mấy đứa bạn. Điện thoại để rung nên không để ý đó mà. Anh tặng em nè. Em mở ra xem có thích không. Ờ, gì vậy anh? Trời ơi, dây chuyền đẹp quá. Anh... Em thích là anh vui rồi. Khi nào có nhiều tiền, anh sẽ mua dây vàng thật cho em nha. Còn giờ thì em đeo tạm dây Mỹ ký này nha. Anh nói cái gì hả? Mỹ ký sao? Nghĩa là vàng giả hả? Anh thấy nó cũng đẹp mà. Anh không nói làm sao em biết. Vâng, cảm ơn anh nha. Đúng là không nói thì em cũng không biết thật. Nhưng là biết tấm lòng của anh đó chứ. Thôi anh về đi. Nay anh cảm thấy mệt lắm, không muốn đi đâu đâu. Kìa, em sao thế? Em giận anh sao? Không phải, em cảm thấy mệt thôi à. Anh về đi. Kìa, Cherry. Tối nay em lại rảnh rồi nè. Anh qua đón em nha. Một thời gian sau. Sao cơ? Chia tay ư? Đúng vậy. Chúng mình không hợp nhau đâu anh à. Anh đã làm gì sai chứ? Sao em lại bỏ anh? Anh không sai. Chỉ là em đã hết tình cảm với anh thôi. Tình cảm cũng như trang sức vậy. Phải dùng đồ thật chứ không dùng đồ giả được đâu. Em chẳng còn muốn cưỡng cầu, chấp vá. Em có người khác rồi phải không? Em chê anh nghèo, không mua được dây chuyền vàng cho em đúng vậy không? Thật ra sợi dây đó... Em xin lỗi. Anh hãy tìm người khác tốt hơn em anh nha. Kìa Cherry, em nghe anh nói đã. Một thời gian sau. Em cứ nói thế, anh làm gì có người yêu. Anh còn đang sợ hế đây nè. Anh bận xíu, lát anh gọi lại sau nha. Anh à, em có thai rồi. Em vừa thử lên hai vạch đó.
Em nói cái gì? Em điên rồi sao? Sao lại để có thai chứ? Em sợ lắm. Làm thế nào bây giờ hả anh? Hay là mình cưới nhau đi? Em điên à? Cưới cái gì? Anh chưa muốn lấy vợ đâu. Nhưng mà, nhưng em đã dọn về đây ở với anh cả nửa năm trời rồi còn gì. Chúng mình có khác gì vợ chồng đâu. Em chưa nghe từ sống thử bao giờ sao? Chúng ta chỉ đang thử thôi. Thử mà không được thì thôi. Trên giấy tờ cả em và anh đều độc thân mà. Anh nói cái gì? Thử, thử không được thì thôi hả? Chẳng phải anh nói là sẽ yêu em suốt đời sao? Yêu sao? Người như em cũng biết yêu sao? Anh thừa biết em đến với anh cũng chỉ vì tiền thôi, vì ham vật chất mà em sẵn sàng bỏ cái người yêu đã yêu em mấy năm trời. Thì anh nửa năm là cái gì? Anh... Nhân đây anh cũng nói luôn, anh thấy mình thử vậy đủ rồi. Chúng ta chia tay nha. Ngày mai anh sẽ dọn ra khỏi đây. Em muốn ở tiếp hay không thì tùy em. Còn cái thai thì em tự giải quyết đi. Chắc gì nó là của anh chứ. Anh Henry, anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Đồ trai trẻ. Mở cửa, mở cửa đi. Có định trả tiền thuê nhà cho tôi hay không hả? Mấy tháng rồi cứ khất mãi. Vị chi là gần 1.000 đô rồi đó. Cháu tưởng anh Henry đã thanh toán hết rồi chứ ạ. Nó đã hết hợp đồng cho thuê rồi và bảo tôi đến đây để đòi cô đó. Cô trả cho tôi nhanh đi rồi còn dọn ra ngoài luôn. Dạ sao ạ? Cháu làm gì có tiền ạ? Không có tiền mà được à? Tôi báo cảnh sát bắt cô về quên tiền nhà nha. Dạ cô ơi, cháu xin cô mà, cô để cháu xem. Hay là cháu đưa cho cô ít trang sức đổi lấy tiền nha cô. Dạ đây, cô xem đi. Cô thích cái nào cháu gửi cô cầm tạm ạ. Cô nghĩ tôi là đồ trẻ con hay sao mà đưa mấy cái đồ mỹ ký vàng giả này hả? Cô định lừa đảo à? Cô ơi, sao lại là vàng giả được cô? Tất cả đều là anh Henry mua cho cháu mà, là vàng thật đó cô. Cô quên tôi là chủ tiệm vàng hả? Mấy thứ này chỉ lừa được cô, làm sao qua mắt được tôi? Trời ơi, thì ra anh ta đã lừa mình ngay từ đầu. Trời ơi. À ha ha, đây rồi. Cô cũng không bị lừa hoàn toàn đâu nha. Có sợi dây này là vàng thật đây nè. Chắc cũng cỡ mấy trăm đô á. Sợi đó hả? Em thích là anh vui rồi. Khi nào có nhiều tiền, anh sẽ mua dây vàng thật cho em nha. Còn giờ thì em đeo tạm dây mỹ ký này nha. Trời ơi, sao lại thành ra như vậy? Vậy tôi lấy tạm sợi dây này, cô thu xếp phần còn lại nốt đi. Vậy nha. Em có người khác rồi phải không? Em chê anh nghèo không mua được dây chuyền vàng cho em đúng vậy không? Thật ra sợi dây đó... Alo. Em đây. Sao anh nói với em sợi dây chuyền trái tim anh tặng là vàng giả? Nó là vàng thật mà. Anh nói thế chỉ để thử xem tình cảm em dành cho anh có quan trọng bằng sợi dây đó không thôi. Đối với anh thì yêu em chân thật mới là điều quan trọng nhất. Còn những thứ khác thật cũng được, mà giả cũng không sao. Anh à, em xin lỗi. Chuyện qua rồi, giờ anh cũng không còn bận tâm nữa. Thôi anh tắt máy đi. Bạn gái của anh không thích anh nói chuyện với người yêu cũ như này đâu. Chào em nha. Quả báo, đúng là quả báo. Jerry ơi là Jerry, chỉ vì mày tham tiền, tham vật chất trước mắt mà mày đã để mất người yêu thương mày thật sự rồi. Còn bây giờ thì đang đợi mày lắm. Chết rồi, hình như xe bị hết xăng. Hôm nay mình về muộn nên mọi người ở phòng cũng về hết rồi còn đâu. Chẳng còn ai để mà nhờ cả. Em à, anh nghe đây. Anh đi làm về chưa? Xe em bị hết xăng,
anh qua đón em được không? Em vẫn còn đang ở công ty nè. Sao lại để xe hết xăng thế? Em phải chú ý mà đổ xăng vào chứ. Sáng nay em vội quá nên không để ý. Giờ hết rồi, phải chịu chứ biết làm sao. Thế anh có qua đón em không? Đón em à? Anh sợ không được rồi. Hay em bắt tạm taxi về, chứ anh đang bận lắm. Việc chưa xong mà mai là deadline rồi. Vâng, thế thôi vậy. Mà mai là chủ nhật, anh vẫn phải đi làm sao? Mấy chủ nhật liền rồi, chúng mình chẳng đi đâu. Ừ, việc đang gấp mà em. Thôi, anh làm đã nhé. Em bắt xe về đi kẻo muộn. Yêu em. Sao chẳng có xe nào đi qua để mình nhờ đi mua xăng nhỉ? Để xe ở công ty thì mai lấy gì đi chợ? Đúng là xui xẻo mà. Người yêu gì mà có cũng như không, lúc nào cần cũng bận hết, chẳng giúp được mình việc gì cả. Thứ bảy người ta có đôi có cặp, mình thì cặp với chiếc xe máy chết tiệt này. Thà không có người yêu còn hơn. Chán chết đi được. Đúng là một ngày xui xẻo. Dắt được cái xe về cũng kiệt cả sức rồi. Hôm nay mình ra đường bước chân trái hay sao mà xui thế không biết nữa. Mới đó mà đã sắp 3 năm yêu nhau rồi. Nhanh thật. Mới ngày nào... 3 năm ư? Nhưng sao mình cứ cảm giác một năm gần đây nó trôi qua vô vị thế nhỉ? Chẳng động lại chút kỷ niệm nào cả. Anh à, anh về nhà chưa? Giờ em mới về đến nhà nè. Mệt quá. Anh đang làm à? Sao em nhắn anh không trả lời? Em nhớ anh. Đã hơn mấy tuần liên tiếp em không được gặp anh rồi. Mai mình gặp nhau được không? Em đây, anh à. Anh đang bận chưa xong việc. Lát xong anh gọi cho em nhé. Em đừng nhắn tin nữa. Vâng, em biết rồi. Lúc nào cũng bận. Lúc nào cũng phải chờ đợi. Không biết phải chờ đợi đến bao giờ nữa. Thôi chết, mình ngủ quên mất. Anh ấy bảo xong việc gọi cho mình mà. Không thấy mình nghe máy, anh ấy lại trách cho coi. Sao mình lại không nghe thấy tiếng chuông cơ chứ? Không có lấy một cuộc gọi nhỡ, vậy mà mình cứ tưởng người ta có thèm gọi cho mình đâu. Mình đúng là ngốc mà. Alo. Em à, hôm qua xong việc anh mệt quá nên đi ngủ luôn, không gọi cho em được. Em đừng giận anh nhé. Anh có để ý gì đến em đâu. Có biết em đã chờ đợi anh thế nào không hả? Thế mà chẳng thấy một cuộc gọi nào từ anh. Anh xin lỗi mà, tại anh bận quá. Bao nhiêu việc mà deadline lại gấp quá nên... Anh lúc nào cũng bận hết. Bận đến nỗi không có thời gian nhắn tin hay nói chuyện với người yêu một lúc, chứ nói gì đến việc đưa người yêu đi chơi. Thôi, anh xin lỗi mà. Tối nay anh sẽ đón em đi ăn nhé. Lâu lắm rồi chúng mình không đi chơi. Hôm nay anh sẽ bù cho em, chịu không? Không giận anh nữa nha. Cứ chọc giận người ta. Hết giận hay không còn xem anh cư xử thế nào nữa đã. Sao giờ này mà anh ấy vẫn chưa qua đón mình nhỉ? Anh ấy hẹn 7 giờ mà đã gần 8 giờ đến nơi rồi. Không biết có chuyện gì nữa không. Anh à, anh đang ở đâu rồi? Anh xin lỗi nhé, anh có việc đột xuất nên không đến đón em đi ăn được rồi. Hôm khác anh đền nhé. Anh đây. Anh xong việc chưa?
mình nói chuyện một lát được không? Anh đang bận chút, lát nữa xong việc anh gọi nhé. Sếp lại hối anh rồi. Sao lúc nào anh cũng bận vậy? Công việc quan trọng đến thế sao? Không có nổi vài phút để nói chuyện với em sao? Em là người yêu của anh mà còn nói những lời hờn dỗi đấy à? Em biết với anh công việc là quan trọng thế nào mà. Anh cần hoàn thành tốt dự án này thì mới có cơ hội thăng tiến được. Thế còn em? Em không quan trọng với anh sao? Tất nhiên là em quan trọng hơn rồi. Sao em cứ hỏi những câu vô nghĩa ấy thế nhỉ? Vậy sao mỗi lần em muốn nói chuyện với anh đều nói là anh bận rồi, không nói với em? Khổ lắm cơ. Anh đã bảo là anh bận thật mà. Nói chuyện với em thì lúc nào nói chẳng được. Công việc bây giờ thì đang gấp mà. Thôi anh cúp máy nha, mất thời gian quá. Khoan đã, anh đừng cúp máy. Em thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nhưng mà... Một chút thôi mà. Em không làm phiền anh lâu đâu. Chỉ nằm 10 phút thôi. Ừ, thế em nói đi. Nói nhanh nha, anh bận lắm. Anh à, chúng mình chơi trò chơi chia tay đi. Em nói gì vậy? Trò chơi chia tay hả? Em giận anh nên mới nói như vậy phải không? Đừng có trẻ con như vậy chứ. Anh bận công việc thật mà. Em đã nói là chơi trò chơi rồi mà. Chúng ta sẽ như hai người không quen biết, không gọi điện, không nhắn tin trong vòng 30 ngày. Như vậy đâu có được. Bình thường em rất ghét khi không được gọi điện thoại hay nhắn tin với anh cơ mà. Sao lại nghĩ ra trò này chứ? Bình thường khác, còn giờ khác. Chúng ta hãy chơi trò chơi này đi. Chỉ 30 ngày thôi, sẽ qua rất nhanh. Em đừng đùa nữa. Anh hứa là xong việc sẽ gọi điện thoại cho em. Đừng nghĩ ra mấy trò linh tinh này làm gì. Em không đùa. Em đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh hãy tôn trọng và làm theo em một lần có được không? Nhưng mà anh thấy việc này thật vô nghĩa. Nó chẳng ra làm sao cả. Em quyết định rồi. Anh có không đồng ý cũng phải chơi. Em sẽ khóa máy và về quê, nên anh không thể liên lạc và tìm em được đâu. Hết 30 ngày, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Trò chơi bắt đầu. Anh không muốn đùa với em đâu. Đừng có trẻ con như thế. Này, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cô ấy làm sao thế nhỉ? Giận dỗi gì chứ? Mình đâu có lỗi gì đâu. Hai cuộc gọi nhỡ vào đêm qua. Ngày thứ nhất bắt đầu. Anh à. Anh nào? Linda đây. Happy birthday cưng nha. Chúc cưng tuổi mới ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc nha. Tối nay có chương trình gì không nè? Cảm ơn cậu nhé. Tối nay chắc tớ bận rồi. Để hôm khác nha. Hôm nay không đi được rồi. Chắc hẹn hò với chàng đúng không? Thế sinh nhật vui vẻ nha. Bye cưng. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Mary. Sinh nhật vui vẻ nhé. Tối nay rảnh đi nhậu với mình không? Happy birthday. Tụi mình làm tiệc sẵn chờ cậu rồi nè. Tối nay qua nhé, bảo cả Jack đi cùng nữa. Vèo một cái đã 2 tuần trôi qua, anh ấy không liên lạc với mình rồi. Lẽ nào anh ấy định làm thế thật ư? Hôm nay là sinh nhật mình mà. Anh ấy có gọi cho mình, có hẹn mình đi chơi không? Bạn bè mình ai cũng nhớ và chúc mừng mình hết. Còn anh ấy thì sao? Alo. Chúc con gái sinh nhật vui vẻ nha. Bố mẹ biết kiểu gì hôm nay con cũng đi chơi với Jack, nên không gọi con về. Thế con chuẩn bị đi chưa? Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Con cũng chuẩn bị đi bây giờ ạ. Với tư cách bạn bè của cuộc chơi, một lời nhắn cũng khó vậy sao? Anh ấy quên mình thật rồi.
Mình đã đặt hy vọng quá nhiều vào anh ấy rồi. Em, hôm nay là ngày thứ 31 rồi, mình có thể gặp nhau được rồi. Anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Anh à, có lẽ từ giờ chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu. Anh cũng không cần phải chờ đợi nữa. Em vẫn còn giận anh sao? 30 ngày rồi. Trong 30 ngày ấy, mặc dù là thử chia tay, nhưng em thấy nó chẳng khác gì những ngày chúng ta còn yêu nhau. Chúng ta... À, mà chỉ riêng anh thôi, quá bận rộn đến mức không còn thời gian cho tình yêu này. Sao lại nói những lời như thế? Chính em yêu cầu anh chơi trò chơi này và không cho anh liên lạc cũng như gặp em mà. Em nói em sẽ khóa máy và về quê mà, thế nên anh mới không gọi cho em chứ. Anh biết không, trong 30 ngày chưa một ngày nào em khóa máy cũng như rời khỏi nơi này. Thời gian kính lịch của anh đã vô tình không nhận ra điều đó, và anh cũng không muốn quan tâm đến điều đó. Anh nghĩ rằng em giận. Với lại anh cũng bận nhiều việc, nên cũng học cách im lặng giống em trong 30 ngày. Em có biết không, cũng nhờ thế mà anh đã rất tập trung làm việc. Anh được thăng chức rồi đấy. Có lúc nào là anh không bận không? Chúng ta đã yêu nhau 3 năm rồi, nhưng gần 1 năm nay lúc nào anh cũng trong tình trạng bận. Yêu nhau mà nhắn tin không, gọi điện không, gặp cũng không nốt. Lúc nào cũng công việc. Nhiều lúc em ước mình trở thành công việc của anh, để anh quan tâm em hơn đấy. Anh thậm chí còn không nhớ đến sinh nhật của em. Ngày hôm đó em đã đau khổ như thế nào anh biết không? Em đã từ chối biết bao lời mời, lời hẹn đi chơi, chỉ để chờ một câu chúc, một cuộc điện thoại từ anh. Vậy mà đáp lại chỉ là sự im lặng. Đối với anh đó là sự im lặng, nhưng với em nó chính là cơn sóng trong lòng. Em đã chờ đợi anh suốt một tháng qua. Em nghĩ rằng anh sẽ nhớ em, sẽ gọi và tìm gặp em. Nhưng em đã nhầm. Dường như mọi chuyện không ảnh hưởng gì đến anh, và anh thật sự không coi trọng tình yêu này. Em chúc mừng anh đã thành công trong sự nghiệp, nhưng từ giờ anh đã chính thức mất em rồi. Anh xin lỗi, anh đúng là vô tâm mà. Em tha lỗi cho anh nhé. Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa đâu. Anh sẽ nhắn tin, gọi điện và gặp em thường xuyên hơn. Muộn rồi. Đối với em bây giờ không còn quan trọng nữa. Mình kết thúc đi anh, chia tay thôi. Em đã quá mệt mỏi với tình yêu này rồi. Em, đừng mà. Anh không muốn chia tay đâu. Kìa, Mary. Mary. Ừ, bác sĩ bảo thế nào hả em? Bác sĩ nói... Nói sao cơ? Ôi trời ơi, em làm anh lo quá đi. Em có thai thật rồi. Em bé được 3 tuần rồi á. Có thật không? Ôi trời ơi, anh mừng quá đi. Cuối cùng anh đã được làm bố rồi. Xem anh kìa, như trẻ con ấy. Em biết không, sau lần sải thai lần trước, nhìn vợ anh rất thương, chỉ mong được san sẻ nỗi đau với em thôi. Nhìn hôm nay em cười hạnh phúc, anh sướng rân cả người ấy. Giờ thì về nhà thôi, thông báo ngày tin vui này cho mẹ mới được. Hôm nay cả nhà ta phải đi ăn tiệc mừng. Con dâu, mẹ đã xin được bài thuốc bổ dành riêng cho bà bầu. Con chịu khó uống để cháu mẹ thông minh mau lớn nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ chịu con dâu hơn cả con trai của mẹ rồi. Thật là may mắn, từ lần mất thai đến giờ vò vó chờ đợi, cuối cùng cái Vi cũng có tin vui.
Hơn 2 năm qua, mấy bà hàng xóm cứ bàn ra tán vào. Trời ơi, mẹ buồn cười thật. Thời buổi nào rồi còn sống nhờ miệng lưỡi nhà hàng xóm chứ. Hai anh chị đi làm suốt, có biết đâu tôi ở nhà phải chịu trận các mụ ấy đấy. Có bao giờ tôi dám than với anh chị đâu. Giờ mẹ không phải buồn vì những lời nói đó nữa. Con đã có em bé rồi, mẹ sẽ có cháu bé mà. Đứa đầu lòng này nhất định sẽ tên là Quang Minh. Ôi mẹ ơi, sao đã vội nghĩ tên rồi? Lỡ đâu cháu nó là con gái thì... Ôi, cái tên này trước khi mất á, ông nội nó dặn sống chết cũng phải đặt cho cháu rồi. Yên tâm, thế nào cũng là con trai. Mẹ đi xem bói rồi, người ta nói con đầu của thằng Lâm sẽ là con trai. Mẹ à, mẹ nói thế làm vợ con áp lực thì sao? Cô ấy đã phải bầu bí mệt mỏi rồi. Thì mẹ cũng nói vui vậy thôi. Giờ cái Vi cứ yên tâm mà dưỡng thai, trai hay gái mẹ đều quý. Hôm nay mua được một ít sách đọc cho mẹ và bé, nhất định mình phải đọc hết mới được. Vất vả mãi mới bầu bí được mà lại để sảy mất. Có đứa con cũng không giữ được. Nó có ý thức được nghĩa vụ của mình trong cái nhà này không đấy? Kìa mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, để cô ấy nghỉ ngơi. Nhà này thật vô phúc. Vô phúc mới có đứa con dâu tịch đẻ như nó. Mẹ nói nhiều quá, chúng con yêu nhau cưới xin đàng hoàng. Trời ơi là trời, tôi chỉ muốn có đứa cháu nói giỏi mà khó thế này sao? Thôi, mẹ đi về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây ầm ĩ lên người ta cười cho. Vi à, em đừng suy nghĩ nhiều. Bác sĩ nói em cần phải tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi một thời gian nữa mới có thể có thai tiếp. Em xin lỗi vì đã không giữ được con. Chúng ta cố gắng lại từ đầu vậy. Anh hứa sẽ cùng em làm mọi cách có thể để sinh được đứa con của chúng ta. Nào, để bà bế nào. Trộm vía quá. Thế à, con dâu bà có tin vui tiếp chưa? Đừng nhắc đến nữa, nấu hết cả ruột gan. Từ lúc bị sảy á, thuốc đông thuốc tây đủ cả. Rồi thụ tinh nhân tạo, bao nhiêu sổ tiết kiệm cũng bay sạch mà vẫn chẳng thấy gì. Hey, tôi thấy nhiều người sảy thai xong là khó có lại lắm. Ai mà mắng đẻ thì tí một cũng dính 2-3 đứa. Còn ai khó thì nhất định sẽ gian truân lắm đây. Cây độc không trái, gái độc không con. Nhiều lần tôi bảo thằng Lâm bỏ đi mà lấy người khác, nhưng mà nó có nghe đâu. Ngày mai anh lại đưa em đến viện phụ sản nhé. Em muốn tiếp tục làm thụ tinh trong ống nghiệm. Anh mệt quá, mai lại phải đi công tác sớm, hay em gọi taxi đi. Em sợ các dụng cụ y tế lắm rồi, em cần có anh đi cùng để đỡ sợ hơn. Trời ơi, cả năm trời nay em đi viện đến mòn cả chân rồi còn gì. Cuối cùng rồi cũng ra kết quả gì đâu chứ. Anh hết hy vọng có con rồi sao? Không phải, mà là anh thấy mọi chuyện không cần phải làm quá như thế, vì đây không phải lần đầu. Anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu, em đừng nghĩ ngợi. Vi à, chúng tôi đã có kết quả kiểm tra. Chúc mừng cô có thai rồi. Thật sao bác sĩ? Trời ơi, cuối cùng bao nhẫn nại của tôi cũng được đền đáp. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao Lâm không nghe máy nhỉ? Mình muốn anh ấy là người đầu tiên biết chuyện mình đã có em bé. Kìa, đi đường xa có vất vả lắm không con? Được hơn 5 tháng rồi còn gì.
Mẹ à, hôm nay con đưa Yến đi khám, bác sĩ bảo thai phát triển bình thường, là con trai mẹ ạ. Tụi con vừa siêu âm xong. Anh Lâm, cô gái này là ai? Mẹ, con thật không ngờ cả mẹ cũng lừa dối con như vậy. Dù gì con cũng là vợ chính thức trên giấy tờ của anh Lâm mà. Thật may quá, em đã thấy cả rồi. Hôm nay anh định giải quyết cho xong tất cả mọi chuyện đi. Em thấy đấy, chúng mình sống với nhau 7-8 năm nay chẳng có con. Anh lại là con trưởng, áp lực sinh con nó giỏi lại càng nặng nề hơn. Anh biết em vất vả nhiều, anh cũng đã cố hết sức có thể của mình, nhưng giờ anh cần phải có cách riêng nhanh chóng hơn mà thôi. Cách riêng của anh là phản bội tôi, đi tìm người phụ nữ khác để gửi gắm ư? Anh coi phụ nữ chỉ là cái máy đẻ. Tôi thật sai lầm khi đặt niềm tin vào anh. Vì à, anh chẳng có thể làm gì khác, em phải đặt mình vào vị trí của anh. Chúng ta phải ly hôn nhau thôi. Có thể sau này nhìn lại, em sẽ hiểu quyết định ngày hôm nay của anh. Nghe nói cái thai đã được hơn 5 tháng. Vậy là trong những ngày tôi một mình khổ sở, tự dằn vặt bản thân, đau đớn vì liên tục làm các biện pháp y tế để mong có con với anh, anh lại đi đến với một người khác. Ừ, anh... Đây là giấy xét nghiệm xác nhận có thai của tôi vừa nhận được ngày hôm nay. Nhưng bây giờ anh không xứng làm cha của con tôi nữa. Một năm sau. Cô Bin yêu quý của mẹ, cả ngày ở nhà trẻ có nhớ mẹ không nào? Ừ, Vi. Anh tới đây làm gì? Ừ, anh muốn thăm con. Cô Bin đúng không? Là bố đây, cho bố bế một chút nào. Đừng động vào con tôi, và nhất là không được xưng hô như thế trước mặt cô Bin. Vi à, xin em đừng lạnh lùng như vậy mà. Cô Bin, chỉ có mẹ là tôi thôi. Người yêu của anh cũng sinh con cho anh rồi đấy thôi. Vì anh có lỗi với em, anh đúng là một thằng chồng tôi. Cái thai đó không phải con của anh, cô ta đã lừa dối anh. Anh xin lỗi em, anh đã không cố gắng đến cùng vì con của chúng ta. Điều đó còn có ý nghĩa gì nữa không? Anh về đi, vì anh muốn gặp đã không hiện hữu từ một năm trước rồi. Anh xin em đừng như thế, anh sẽ không về, chừng nào em tha thứ cho anh. Lâm, anh hãy về đi. Chữa chúng ta đã kết thúc từ một năm trước rồi. Vì à, anh đã sai khi phản bội em và không cố gắng kiên trì hạnh phúc của chúng ta. Anh đã biết mình không đáng được tha thứ. Có lẽ anh đã không đủ yêu em để có đủ kiên trì đồng hành cùng em. Em cũng không cưỡng cầu bất cứ điều gì thêm nữa. Sau tất cả, em đã có đứa con của mình. Hạnh phúc đâu dễ dàng có được. Phải vun trồng qua bao nhiêu tủi nhục gian khổ mới cho quả ngọt anh Lâm mà. Nhưng xin em, hãy để cho cô Bin toàn tụ cùng bố. Đừng để con sống thiếu bố, được không em? Em không hứa rằng em có thể quay lại sống cùng anh như trước đây, nhưng không dễ gì quên được những tổn thương cũ. Nhưng cô Bin vẫn là con trai của anh. Chúng ta vẫn có thể cho con tình yêu thương của cả bố và mẹ. Cảm ơn em, cảm ơn em vô cùng.